Em không tới ba nhá. Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với buổi livestream ngày hôm nay của Thái Tài ha. Ở trong buổi hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay lại với cái nội dung đó là cùng nhau học lập trình game với công cụ là Roblox Studio nha. Đó, thì một tuần vừa qua đã trải qua thì đến ngày hôm nay là vào buổi sáng thứ năm vào lúc 10 giờ thì chúng ta lại gặp nhau này. Mà thì cũng như hàng tuần thì thầy sẽ có những cái nội dung mới để mà thầy sẽ chia sẻ đến các bạn, và chúng ta sẽ có những cái sản phẩm hay sau một cái buổi học livestream này nha. Và để mà buổi học của chúng ta có thể là được mọi người biết đến, cũng như là chỉ có nhiều bạn vào tương tác và cùng học tập và biết thêm nhiều kiến thức, thì các bạn hãy giúp thầy đó là like, share cũng như là đăng ký kênh nha. Và trong buổi hôm nay cũng giống như các buổi khác là chúng ta sẽ cũng có những cái hoạt động đó, để chúng ta dành những cái phần quà, trong đó có những cái phần quà như là gấu bông này của nhà tài trợ ở thứ nhì quận 3 này, hay là những chấm voucher của thầy ở đây hay chúng ta sẽ có những cái phần quà giống như là sticker cực kỳ dễ thương đây này đấy. Rồi, và thì những phần quà đó sẽ được đưa đến tận tay những các bạn, nhưng để mà các bạn nhận được phần quà thì chúng ta còn phải gì, đó là tương tác với thầy này, trả lời những câu hỏi của thầy này, được chưa này? Wow, thì không biết là buổi sáng hôm nay các bạn cảm thấy thế nào này? Thì qua một khoảng thời gian là thành phố Hồ Chí Minh giãn cách, thì đến ngày hôm nay á thì cũng đã trải qua đã cũng khá là lâu rồi. Hình như là nếu như mà thầy tính không lầm á thì ngày hôm nay á cũng đã tính đến ngày 14, ngày 14 á, cái ngày là giãn cách xã hội đúng này. Tuy nhiên thì hôm trước vào ngày 19 thông tin thì đã bắt đầu giãn cách thêm, đó là 15 ngày nữa đối với những cái tỉnh thành ở phía miền Nam, là 19 tỉnh thành thì phải đó. Cho nên là tức là thầy trò mình sẽ cùng nhau gặp nhau livestream, cũng như chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn chúng ta gặp nhau ở trong buổi livestream từng tuần của thầy ha. Thì có thể là sau các tuần đó, thì những buổi livestream của thầy sẽ nhiều hơn nè, có thể các bạn sẽ biết thêm nhiều kiến thức hơn, và ngoài những cái môn học về lập trình game này thầy sẽ giới thiệu thêm nhiều môn học khác ha. Vậy thì trong buổi hôm trước của chúng ta thì chúng ta đã tìm hiểu về cái ngôn ngữ lập trình trong game đấy. Vậy thì để chúng ta mở đầu trong cái buổi hôm nay, chúng ta cùng ôn tập lại một chút kiến thức của buổi hôm trước đi ha. Thì để ôn tập á thì chắc là thầy xin mở lại cái đoạn video mà tuần trước chúng ta đã học ha. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ hướng lên màn hình của thầy và quan sát cái đoạn video của thầy, chính là cái đoạn livestream mà tuần trước thầy đã quay nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã thấy được cái đoạn video của thầy chưa nhỉ? Rồi, ok. Thì ở đây như nội dung hôm trước của chúng ta thì chúng ta học được gì? Ngôn ngữ lập trình trong game. Và thầy cũng đã giới thiệu những cái câu lệnh để chúng ta thể biết được là với ngôn ngữ lập trình thì chúng ta làm được gì trong thế giới Roblox của chúng ta này. Đấy. Nhưng bây giờ ngôn ngữ lập trình trong game nó là ngôn ngữ lập trình, nhưng nó tên là ngôn ngữ gì? Vậy thì bây giờ ha, với nội dung của buổi hôm trước thì câu hỏi đầu tiên ở đây thầy sẽ không có slide nào cả ha, mà thầy muốn các bạn hãy trả lời thầy là cái ngôn ngữ, cái tên gọi ngôn ngữ đó có tên là gì, được sử dụng trong cái phần mềm Roblox Studio. Thì với phần mềm Roblox Studio, ngôn ngữ đó được phổ biến khá là nhiều, cho nên các bạn hãy thử đó là suy nghĩ thì nhớ lại bài cũ, hoặc là mở lại đoạn video của thầy để mà xem lại thử là cái ngôn ngữ đó tên là gì ha, và sau đó hãy nhanh chóng comment vào cái bài viết của thầy để chúng ta có thể là nhận được những phần quà hấp dẫn từ thầy nha. Rồi, thì với câu hỏi đầu tiên này thì chắc là thầy sẽ đợi trong đó khoảng là 2 phút đi ha, xem thử là các bạn có trả lời được hay không. Thì bây giờ thầy sẽ tính thời gian từ điểm này nha. Rồi, thì trong thời gian đó thì thầy sẽ xem thử là có bạn nào có những câu hỏi, hay là thầy sẽ chào những bạn mới vào trong lớp của mình nhé. Ồ, chào bạn Ngọc Nhi nha. Đúng rồi, từ tuần này á thì thầy sẽ tuần tuần trước chứ thầy sẽ live từ buổi thứ năm, bởi vì thứ bảy thầy bận việc rồi đó. Tuy nhiên thì thầy sẽ cố gắng sắp xếp để mà thầy có thể là live thêm buổi thứ bảy nữa. Đấy, để chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn, chúng ta sẽ biết được nhiều kiến thức hơn, và sau đó thì là một tuần chúng ta sẽ đâu đó làm được bộ sản phẩm game chẳng hạn, đúng này. Rồi, hello chào Mỹ Ánh nha, hello chào Phạm My. Rồi,
Vậy thì để bắt đầu sáng hôm nay thì các bạn hãy nhanh chóng trả lời cái câu hỏi của thầy, đó là ngôn ngữ trong game của chúng ta có tên là gì nha. Rồi, các bạn nào trả lời được không ta? Chúng ta sắp hết thời gian rồi, chúng ta chỉ còn một phút thôi. Cố lên nào. Vậy thì trong lúc mà chờ đợi thì thầy sẽ cách giảm tiếp một tí và thầy sẽ tua đi ha. Thầy sẽ tua đi trong đội đồ trước. Rồi. Ở đây thầy chỉ đi đến một đoạn video ở đây. Thì nếu như bạn nào để ý thì mình chỉ thấy được và để ý được và biết được cái tên ngôn ngữ đó là gì. À. Rồi. Hello, chào tất cả các bạn đã tham gia cái buổi live stream của thầy nha. Thì khá là nhiều bạn vào cho nên là thầy sẽ thẳng chào luôn nha. Ồ, các bạn có thấy đoạn video thầy trên TikTok hả? Ok, rồi cảm ơn bạn nha. Thì những cái đoạn video của thầy á, ở trên TikTok á, chỉ là những cái đoạn ngắn nói về một cái phần hướng dẫn nho nhỏ trong quá trình học thôi. Đó, còn về nội dung chi tiết hơn thì chúng ta nên tìm hiểu hay là xem lại những cái đoạn live stream của thầy và những cái kênh YouTube của Tiki ha, có tên là Tiki Academy. Chơi đây. Rồi, vậy thì nếu không có bạn nào đã trả lời được thì bây giờ thầy sẽ giải đáp luôn ha. Vậy thì nếu không trả lời được thì không được phần quà của thầy rồi, là còn đang tiếc ha. Rồi, vậy thì ở cái ngôn ngữ lập trình mà chúng ta sử dụng trong Roblox Studio, nó có tên là ngôn ngữ Lua, chính là cái hình ảnh mà thầy đang chiếu lại luôn. Đấy, được chưa này. Rồi, vậy thì từ cái ngôn ngữ này chúng ta sẽ có thể lập trình cho những cái vật thể ở trong thế giới Roblox của mình. Và buổi hôm trước của chúng ta thì chúng ta đã đi đến cái việc đó là chúng ta thử thay đổi một cái thuộc tính của một cái khối vật thể ở trong thế giới Roblox đó. Và cuối giờ thầy cũng cho một cái bài tập nhỏ để mà mình có thể làm về nhà mình thử làm thêm ha. Thì không biết là các bạn về nhà có thử làm và làm được chưa được nhỉ? Rồi, dù được hay chưa được thì các bạn cũng hãy comment bài viết của thầy để thầy biết được và sau đó thầy sẽ hướng dẫn tiếp tục nha. Rồi, vậy thì với nội dung trong bữa hôm nay đó là biến đổi thế giới ảo thì chúng ta sẽ vận dụng lại cái kiến thức lập trình của bữa hôm trước. Chúng ta sẽ lập trình sao cho cái thế giới của mình nó sẽ đa màu sắc hơn, hay hơn, nhìn hấp dẫn hơn, lôi cuốn hơn. Đồng ý không này? Đấy. Rồi. Vậy thì bây giờ ha, chúng ta sẽ đi đến với cái nội dung ngày hôm nay. Và để mà chúng ta sẽ có một nội dung ngày hôm nay thì thầy sẽ đi qua cái câu lệ mà chúng ta đã học trước nha. Rồi. Đây, một câu lệnh rất là quen thuộc. Đó, chúng ta phải nhớ cái câu lệnh mà chúng ta sẽ sử dụng để thay đổi một cái thuộc tính của một vật thể nha. À, có ai nhớ là gì không ta? Nếu như nhìn ở trên màn hình của thầy, nó sẽ thấy được là đó gì? Câu lệnh game.workspace.pack.root color. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ quan sát tiếp màn hình của thầy. Thầy sẽ mở phần mềm Roblox Studio lên. Được chưa nào? Đấy. Và để mà chúng ta có thể lập trình được thì ở đây chúng ta cần tạo ra một cái file được gọi là file script. Nhớ không này? File script ha. Và thầy sẽ tạo. Đấy. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có lệnh ha. Game ấm workspace. Cái gì nữa này? À, cái chỗ này chú ý mình sẽ là gì? Vật thể và cuối cùng là thuộc tính của vật thể. Đấy, được chưa nào? Đây là cái câu lệnh mà mình sẽ trình ha. Đấy. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đó là đi thực hành trong buổi hôm nay và thầy sẽ hướng dẫn một nội dung đó là thay vì buổi hôm trước chúng ta chỉ thay đổi thuộc tính của một khối. Vậy thì bây giờ trong buổi hôm nay chúng ta sẽ thử đi thay đổi thuộc tính của nhiều khối. Bởi vì sao? Như ở đầu những cái buổi livestream tới giờ thì thầy có nói là mình sẽ cùng nhau tìm hiểu và đi làm một cái nội dung khá là đặc biệt, đó là game hobby, đó là vượt chướng ngại vật. Nhưng để mà tạo một game vượt chướng ngại vật nó sẽ hấp dẫn đến người chơi này, có
có thêm nhiều tính năng, có nhiều cấp độ khác nhau, thì đòi hỏi đầu tiên là mình nhìn vào mình thấy đẹp trước đã, đúng không? Đấy, vậy thì mình sẽ làm cho nhiều vật thể có thể là thay đổi các màu sắc xen kẽ nhau, hoặc là thay đổi màu sắc đồng thời với nhau. Ví dụ như là thầy có ba thử thách nó cùng nhau là thay đổi màu sắc chẳng hạn, hoặc là ba thử thách đó nó sẽ có sự thay đổi xen kẽ giữa nhau. Ok rồi, ok chúng ta sẽ tiến hành nhé. Rồi thì trong lúc mà thầy đợi các bạn, đó là các bạn sẽ hãy giúp thầy mở lại phần mềm ha. Thì nãy giờ thì chắc là các bạn đã mở phần mềm rồi đó, nhưng có một số bạn chưa mở phần mềm, cho mình sẽ mở phần mềm lên ha. Thì ở đây thầy sẽ quay lại cái đoạn video. Thì ở đoạn video này thì chúng ta sẽ chú ý là thuộc tính của một vật thể ha. Là thuộc tính ở đây nó sẽ có một cái cửa sổ được gọi là property. Property à. Rồi thì chúng ta cùng điểm qua một số cái nội dung trong buổi hôm trước. Đấy, chúng ta sẽ thay đổi màu sắc. Và có một câu lệnh mà các bạn phải nhớ, đó là câu lệnh wait, là câu tạo ra một khoảng thời gian chờ. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ ha, hãy test đoạn video nha. Chúng ta sẽ quay lại bài của mình. Rồi, các bạn đã mở được cái phần mềm Rust chưa ta? Khi mở được rồi, các bạn cũng tương tự tạo cho thầy đó là các khối block ha. Nhưng mà lúc này các bạn hãy giúp thầy tạo hai khối block. Rồi, ok. Và thầy sẽ đợi các bạn mở ha. Thì trong đó thầy sẽ giải đáp một số thắc mắc của một số bạn. Rồi, các bạn hãy nhanh chóng nha. Ồ, hôm trước hình như là chào bạn Lệ ha. Thì lại có xem cái đoạn video ở trên TikTok của thầy là phân biệt chơi game hay không chơi game, đúng không này? Đó, thì đó cũng là một cái nội dung khá đơn giản thôi. Tuy nhiên thì trong quá trình đó thì chúng ta còn cần phải để ý hơn nhiều nữa thì chúng ta mới phân biệt được là đâu là chơi game, đâu là làm game này. Rồi. Rồi, hello các bạn ha. Các bạn vào sau thì cố gắng theo dõi bài của thầy và chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện nha. Rồi, chắc là các bạn cũng đã tạo xong ha. Thì ở đây có một cái lưu ý trong buổi hôm nay cũng sẽ có một cái nội dung là cái trạng thái là tiếng Anh điều khiển được. Rồi, vậy bây giờ thầy sẽ cho hai cô bác này thầy điều khiển kích thước của nó. Điều khiển thước cho nó cao lên tí. Rồi. Ok. Rồi, vậy thì trong buổi hôm nay thầy sẽ sử dụng chủ yếu hai khối bắp này để mà chúng ta có thể là tìm hiểu cách để có thể là thay đổi xen kẽ hoặc là thay đổi cùng lúc màu sắc của hai khối vật thể. Ok. Rồi, vậy thì đầu tiên chúng ta cùng nhau đó là điểm lại, đó là chúng ta thử thay đổi màu sắc của cái khối vật thể. Thứ nhất thì ha, thầy sẽ đặt nha. Ở đây. Thầy sẽ có hai tên khối bắp đúng không? Thầy sẽ đặt tên đó là change color. Để là nhận biết được cái khối này để dùng để thay đổi màu sắc. Tương tự cái khối này thầy cũng sẽ là change color ha. Rồi, thì đấy, để mà thay đổi một cái tên của cái khối block á thì các bạn một á click đúp vào cái tên của nó. Đấy. Chọn khối xong click vào để thay đổi tên, hoặc chọn khối bấm chuột phải và chọn rename, hoặc là ở đây mình sẽ bấm F2 để mình thấy có những phím tắt. Ok, đa phần những cái công cụ mà thường về đồ họa hay làm game á hay là lập trình nó thường nó sẽ có những cái phím tắt thì chúng ta sẽ dễ thao tác hơn. Tuy nhiên thì để dùng phím tắt á thì đa phần đòi hỏi chúng ta phải có cái thao tác máy tính khá là tốt và biết cách sử dụng nhanh nhất những cái phím tắt ở trên bàn phím của mình. Rồi thì thầy có hai khối là change color rồi. Tuy nhiên thì hai khối này hiện tại thấy là cùng màu, cho nên thầy sẽ đổi màu một khối đi để mà thầy sẽ nhìn rõ hơn. Thầy sẽ chọn edit màu. Ok. Đấy. Rồi, thì thầy sẽ quay lại cái file script của thầy. Ok. Rồi, các bạn tương tự làm như thầy ha. Thì
Đầu tiên để chúng ta có thể tự mình thực hành thì chúng ta nên làm theo hướng dẫn trước, thì sau đó chúng ta mới nắm được cái cách chúng ta làm như thế nào thì mình chỉ tự làm được. Ok này. Rồi. Vậy thì trong lúc mà chờ đợi các bạn thực hành những cái bước vừa rồi của thầy thì thầy sẽ điền nhanh ra một số cái nội dung ha. Rồi. Bù ra chiều hôm nay thì khá là ít nhưng mà họ đặt ra những câu hỏi cho thầy nha. Rồi, vậy thì tiếp tục thầy sẽ có phần hướng dẫn tiếp theo. Thì ở phần hướng dẫn này thì đầu tiên chúng ta sẽ ôn tập lại cái câu lệnh thay đổi màu sắc và cái câu lệnh quay chúng ta. Đầu tiên để thay đổi màu sắc ha, thì thầy sẽ câu lệnh là game chấm workspace chấm change color. Đó, và chấm thuộc tính, và thuộc tính của nó chính là thuộc tính brick color đấy, bang brick color chấm new. Rồi thì ở brick color new này chúng ta cần phải gõ cái tên nó vào, gõ cái tên nó vào. Rồi thử nha, xem thử là ở đây thầy đã change color rồi. Thầy sẽ chọn chế độ run nha, chế độ run thì không xuất hiện người chơi và nó sẽ đỡ lag game mình hơn. Rồi. Nhưng mà ở đây thầy thấy có một khối đổi màu này. Chưa nè. À, nếu như bạn nào để ý là tuần trước tham gia buổi tập là thầy cho ra hai khối pháp, rồi sau đó là các bạn hãy về nhà thử lập trình cho hai khối đó thay đổi màu cùng lúc lúc này. À, tuy nhiên nó sẽ có một điều đó là ví dụ như ở đây thầy sẽ stop lại. Thầy có hai khối bắc vậy tên cùng với nhau, tên cùng với nhau ha, nếu bạn đấy tên cùng với nhau vậy thì thầy phải lập trình hai câu lệnh đúng không? Rồi thầy sẽ lập trình hai câu lệnh rồi nha, trình hai câu lệnh xem thử là hai cái khối nó đổi màu không nha. Cũng một khối à. Rồi ơi, nó cũng chỉ có một khối đổi màu, chỉ là khối này đây, chỉ là khối này đổi màu, còn khối này không đổi màu. Tại sao nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ cần phải điểm danh lại này. Tuy là như nào hai khối đây cùng tên, nhưng mà mình thử thêm một cái câu lệnh đợi vào, mình phải đợi 3 giây thì đó nó thử đổi màu khác lại nha. À, thử màu khác thì mình điền tên khác chứ. Rồi cái blue đi ha, tạm run nha. À, cũng một khối đổi màu à, khối này cũng không đổi màu. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một điều mà chúng ta cần lưu ý và trong buổi hôm nay thầy sẽ nói lại. Đó là khi chúng ta có hai khối mà đặt cùng tên thì nó chỉ thay đổi đúng một khối mà khi mà chúng ta dùng cái đường dẫn này. Nhớ nha, hôm trước thầy nói đây là một cái đường dẫn, ví dụ như là game.workspace.changeColor, nghĩa là những cái khối này nó đang thuộc trong workspace, và khi thầy gọi ra cái khối này thì nó sẽ chọn cái khối đầu tiên để thay đổi màu. Cho nên dù thầy ghi bao nhiêu câu lệnh mà nó chỉ có đúng một cái tên thôi thì nó sẽ lấy một cái khối đầu tiên mà tìm được. Cho nên cái chỗ này thì thầy sẽ phân biệt nó bằng số 1 và số 2. Đấy, changeColor 1 và changeColor 2. Và nếu như thầy thử đặt chỗ này thành số 1 này hay thành số 2 này, phải bỏ quay đi thì mình sẽ được hai khối block thay đổi màu cùng lúc. Ok. Rồi. Vậy thì thử đổi cùng màu thử nha. Đổi cùng màu. Rồi, thầy sẽ run lại. Hình như là nó không đổi màu luôn. Để xem nha. À, nó bị sai tên màu này. Nhớ nha, phải gõ đúng tên màu thì nó mới chạy nha. Thả rồi lại. Đấy, thấy chưa nào? Ok. Rồi, những bạn nào mà đã làm xong rồi thì rất là giỏi ha, đã làm theo đúng hướng dẫn của thầy. Rồi, vậy thì thầy sẽ cho thêm một khoảng thời gian, đó là khoảng
2 phút nữa. Để mà các bạn chưa làm xong thì hãy thử gõ hai câu lệnh và nhớ là đổi tên của hai cái khối này lại. Đổi tên hai khối này lại để mà có thể thay đổi màu cùng lúc nha. Thì đó cũng là cái cách để chúng ta có thể là cùng lúc thay đổi màu của hai khối block khác nhau. À. Rồi. Thì trong lúc mình thầy sẽ chờ các bạn thử thực hiện thì thầy sẽ giải đáp một số thắc mắc của một số bạn đi ha. Thầy thấy khá là nhiều những thắc mắc các bạn đang hỏi thầy này. Thì ở đây thì thầy có rồi, những bạn nào vừa mới tham gia thì chắc là các bạn hãy cố gắng quan sát ha, và hãy xem và trong lúc xem á hãy mở phần mềm một cách nhanh nhất để chúng ta sẽ thực hiện theo những bước của thầy. Rồi. Rồi, ok. Ở đây có rất là nhiều bạn có nói với thầy á là có xem những đoạn video ở trên TikTok của thầy. Tuy nhiên thì những cái đoạn TikTok như này thầy nói á là những đó chỉ là một cái phân đoạn nhỏ rất là nhỏ thôi về những cái cách chúng ta có thể là dù phân biệt cách chơi game, hay là tạo ra một cái thế giới bằng cái công cụ là Terran Easter. Đấy, được chưa nào? Còn những cái thành phần mà chi tiết hơn thì chúng ta cần phải tự mình tìm hiểu thêm rồi là tham gia những cái buổi live stream này của thầy. Rồi. Vậy thì đã xong cái bước thứ nhất là chúng ta sẽ đã thay đổi được hai khối màu sắc cùng lúc. Thì bây giờ thầy muốn là hai khối màu sắc, ví dụ khối này nào thay đổi trước, khối kia thay đổi sau. Vậy thì chúng ta sẽ có cái bước như sau. Nếu như thầy muốn cái khối này ha, khối này là change color 2, khối này là change color 1. Rồi, thầy muốn khối này thay đổi màu trước. Thầy sẽ cho đây game workspace change color chấm trick color hay ở giúp xem ở đây thầy sẽ dùng một câu lệnh wait là câu lệnh đợi. Đấy, tương tự bởi vì máy thật khá là lắc cho nên nếu trường hợp máy bạn nào khá lắc á thì mình sẽ đợi một cái câu lệnh trên này đó. Vì hồi nãy nếu như mình để thầy để ha, thầy bỏ cái quay đi rồi. Nếu như thầy không có câu lệnh đợi này, mấy thầy bảo đó là mình thấy là nó thay đổi rất là nhanh, chúng ta sẽ khó quan sát được cái sự xảy ra. Được chưa? Cho nên ở đây thầy sẽ thêm một cái câu lệnh while ở trên câu lệnh hồi trước. Thì khi vào chạy chương trình đó, nó sẽ đợi cho thầy khoảng 5 giây thì mới bắt đầu là đổi màu. Rồi, vậy thì thầy muốn là hai cái khối thì mỗi xen kẽ với nhau thì là chỉ cần là để một câu lệnh while lại với nhau thôi. Ví dụ khối này trước, kêu màu trước trong cái kia mỗi màu sau. Rồi thử nha, đây nhìn nha, 1 2 theo nào đấy. Vậy là chúng ta đã thành công trong cái bước là cho màu sắc thay đổi tương tự với nhau hay là xen kẽ với nhau. Tuy nhiên để mà dù đúng chắc hơn một xen kẽ nghĩa là ví dụ như thầy muốn là cái khối số 1 trên lớp 1 đi thì đổi màu, thì khi khối trên color 2 thì đổi màu thì trên color 1 nó sẽ tách màu. Ví dụ chẳng hạn, ví dụ thầy mặc định ban đầu của hai khối này là tất cả màu trắng đi, sẽ quy định là đấy tất cả màu trắng hết luôn đấy. Rồi thầy muốn là cái khối bên phải này của thầy này, bên phải màn hình của thầy nó sẽ thay đổi màu trước. Khi mà cái khối số 2 thay đổi màu thì khối số 1 sẽ tách màu. Đó, thì thầy note ra đi ha, cho mình dễ hiểu. Đầu tiên là cái khối 1. Khối 1, đúng không? Thay đổi màu, được chưa? Khối 1 thay đổi màu. Thì khối 2 tách. Tương tự khi khối 2 đổi màu. Thì khối 1 tách. Tách ở đây nghĩa là nó chỉ chuyển về cái màu sắc ban đầu đó. Như này đó. Vì đó, khi chúng ta làm một cái sản phẩm game, chúng ta có thể đưa ra những cái từ ngữ để mà phù hợp với cái từng cái nội dung ý tưởng game của mình. Được chưa này? Ở đây cái nội dung mà thầy muốn đưa ra là khi cái khối thầy gì thay đổi màu thì khối như nào, khối còn lại tách
mà khi khối còn lại đổi màu thì khối bên cạnh tách đi. Ở thì ở đây để thầy lập trình đó, đầu tiên thầy sẽ lập trình trước cho cái khối này thừa màu trước đã, thì là thầy có câu lệnh này. Tách câu lệnh strip rồi, đây thầy có cái câu lệnh đầu tiên. Nhưng bây giờ thầy muốn là khi cái khối này tách màu đi thì cái khối màu này sáng lên. Vậy ở đây chúng ta thấy nó sẽ phải có cái khoảng thời gian đợi, nên thầy sẽ để câu lệnh đợi là 2 giây luôn. Sau 2 giây thì khối thứ hai thầy sẽ đổi màu, nhưng đồng thời khối này sẽ tách màu đi. Vậy thì ở đây muốn tách màu á thì đương nhiên chúng ta cũng phải sử dụng lại câu lệnh thay đổi màu của khối 1 này. Và thầy sẽ đưa nó về một cái màu là màu trắng đi ha. Để white. Rồi, ok chưa? Vậy bây giờ thử nha. Rồi, thầy run. Thử ha. Sáng này. Đưa đây. Wow, đó thầy đúng không nào? Đấy, vậy thì đây là cái cách để chúng ta thể là cho hai cái khối gì thay đổi màu với nhau. Nhưng có một điều các bạn phải làm thêm để mà nó có thể thay đổi liên tục quay lại. Được chưa này? Rồi, vậy thì trong cái thời gian mà thầy vừa hướng dẫn xong thì các bạn hãy thử làm lại để mà xem thử là trên cái máy của mình nó chạy được hay không. Đôi khi á, thầy hướng dẫn cho máy của thầy chạy nha, nhưng trong lúc các bạn làm nó sẽ có những cái lỗi thường phát sinh mà các bạn sẽ rất là ít khi để ý thấy. Vì khi mà mình mới học thì mình rất ít khi mình thấy rõ được cái lỗi này đâu, nên các bạn phải thực hành nhiều thì chúng ta thấy được ha. Thì với nội dung này thì thầy cũng sẽ cho cấp phép các bạn á là có khoảng thời gian để thầy đợi các bạn làm ha. Rồi, trong thời gian đó thì thầy sẽ giải đáp những thắc mắc của những số bạn còn lại. Rồi, ok, và thì ở đây mình thấy nè, thì sẽ có nhiều bạn đặt câu hỏi ở đây á, đó là khi mà mình thay đổi tên đúng không, thì mình có thể thay đổi được bất kỳ tên nào được hay không? Thì đây là mình có thể thay đổi được bất kỳ cái tên nào cũng được nha. Đấy, như là ở đây một khối bắp, mình có thể thay đổi bất kỳ được tên nào hết. Nhưng có một điều các bạn cần lưu ý là gì? Mình phải gọi đúng cái tên của nó thì nó mới chạy được. Mình gọi sai thì nó không bao giờ chạy cả. Và ở đây có một cái điều mà khi thầy làm ở trên product này sử dụng ngôn ngữ Lua, thì nếu như chỉ cần một câu lệnh ở trong này sai thôi đó, thì dường gần như là toàn bộ câu lệnh nó sẽ không chạy, không chịu câu lệnh được. Ví dụ ở đây thầy chỉ cần sửa cái chữ B thành thử B nhỏ thôi, thì ở đây thầy thử nha, run run thì nó chạy được không nha. Rồi, đợi 5 giây nha, bởi vì có thầy đợi 5 giây. Dạ. Rồi, có chạy không này? À. Rồi, vậy thì mình quan sát ở đây. Cái câu lệnh của mình phải ghi đúng. Nếu ghi sai thì nó sẽ bị lỗi đó nha. Rồi. Ok. Thử. Rồi, đây là thử sót lần nữa. Xong rồi thử chạy lại này. Chị lại nha. Rồi, vẫn chạy này. Nhưng mà ở đây nếu mình thấy này, cái chỗ khối đầu tiên mình nó không thay đổi màu. Được chưa nè, khối đầu tiên mình không thay đổi màu. À, vậy thì mình để ý. Bởi vì cái câu lệnh này nó bị sai. Đây này, câu lệnh thay đổi màu số 1 này nó bị sai nên không thay đổi được. Được chưa? Ở thì ở đây chúng ta phải ghi đúng, và ở đây để chúng ta lưu ý là các câu lệnh nó sẽ thực hiện theo trình tự, nghĩa là câu lệnh nào có trước thì nó thực hiện trước, câu lệnh nào có sau thì nó thực hiện sau. Thì đó là một cái tính nhắc gọi là tính tuần tự ở trong lập trình. Như cái này phải, cho nên ví dụ như hồi nãy tuy là cái câu lệnh cuối là sai nhưng các câu lệnh trước đúng nó vẫn chạy. Tuy nhiên nếu như thầy thử ghi sai câu lệnh đầu tiên là câu lệnh này, thầy thử bấm run có chuyện gì xảy ra hay không. Rồi, cỡ 5 giây nữa ha. Chưa thấy này, nó chạy gì không? Còn chạy, được chưa nào? Chỉ cần xây cái lệnh đầu tiên thì toàn bộ chương trình ở dưới nó sẽ không chạy. Nhưng sai những cái lệnh ở giữa, dù ở giữa đây hay ở cuối, thì những cái lệnh trước nó vẫn chạy nha. Rồi, ok, đó một số điểm lưu ý.
mà thầy muốn chia sẻ đến các bạn trong cái phần câu hỏi đó là thay đổi cái tên. Rồi thì sau khi mà mình đã thử thay đổi là ví dụ khối thứ nhất là sáng lên, ví dụ thay đổi màu thì khối thứ hai tắt, khối thứ hai sáng lên thì khối thứ nhất tắt, thì thầy muốn có sự liên tiếp với nhau, thì thầy sẽ tiếp tục đó là thầy sẽ đợi tiếp. Đấy, đợi tiếp xem thầy sẽ copy lại hai câu lệnh này. Đấy, vậy thì tại sao lại copy hai câu lệnh? Tại vì như này ha, thầy sẽ xóa. Đấy, có phải là khi khối thứ hai sang màu thì sẽ là khối thứ hai tách màu đúng không? Thì nếu như chúng ta không có một cái câu lệnh giúp cho khối thứ hai tách màu đi thì khối thứ hai nó vẫn giữ nguyên màu đỏ đó nha. Và đồng thời cái khối này thầy sẽ thay đổi màu lại, chính là cái màu đỏ này của mình. Copy đưa xuống nhà nhà nha. Rồi tương tự như thế thì sẽ thêm một câu lệnh của khối thứ hai trên này nữa để nó sẽ nhận lệnh. Rồi và bây giờ thầy chỉ cần làm như sau, có phải là khối thứ nhất sáng màu lên, khối thứ hai tách, khối thứ hai sáng màu lên thì khối thứ nhất tách, thì tương tự thầy chỉ cần làm gì, copy trở lại. Đấy, copy đồng này lại nha. Rồi thầy cho nó nhiều lần, đó, nhiều lần này. Rồi thử đếm bao nhiêu lần ha. Đầu tiên lần một này, một ha, lần một này thấy không, lần một xem, lần hai. Thường á thì khi thầy viết code thì thầy chỉ nốt như thế này là sẽ dễ hiểu hơn. Thì đây mỗi lần là thầy sẽ cắt ra, thì thầy sẽ enter xuống như thế này, lần một đó, lần hai này xong, cái đoạn này sẽ là lần ba. Thì ở đây chúng ta mới chỉ có 3 lần thôi, xem thử mà chỉ chạy thử đủ 3 lần không nha. Rồi đến nha, đợi 5 giây, 7 này, 1, ô 1 lần này sẽ lên đó, tắt cái này, 2 lần, lần cuối, à 3 lần rồi này. Vậy như mình thấy lần cuối thì nếu như lần cuối là cái khối thứ hai của mình nè ha, đây khối thứ hai sẽ là 2 đó, sáng lên màu đỏ, còn khối thứ nhất tắt đi thì nó đúng với theo trình tự của mình là đây, tức là câu lệnh cuối đây. Đây này. Vậy thì khi mà chúng ta lặp lại nhiều cái câu lệnh như thế thì chúng ta có thể là thay đổi cái trạng thái của khối lắp nhiều lần, thì từ đó ví dụ như những các bạn đang làm thử thách của mình, đây là đang làm thử thách đấy, thì chúng ta sẽ thấy được đó là chúng ta chỉ cần áp dụng câu lệnh này vào đó, chúng ta có thể thay đổi được màu sắc của các khối có thể xen kẽ với nhau, được chưa? Tuy nhiên ở đây á có một số mẹo nữa, đó là mình có thể là phóng to thu nhỏ câu lệnh này để mình xin dễ nhìn hơn. Ví dụ như bây giờ thầy thấy câu lệnh này nó phải phóng to này, ồ mình nhìn rất là dài luôn, nhìn nó rất phức tạp. Nhưng hồi nãy thầy có hướng dẫn các bạn là nốt lại cái ý này, nó lại nó sẽ làm gì đó, và hoặc là muốn phóng to thu nhỏ thì thầy sẽ nhấn giữ cái phím control và dùng cái lăng chuột để thầy lè lên thì nó sẽ phóng to thu nhỏ như này. Vậy rồi vậy như thế vừa rồi á là một cái đoạn hướng dẫn, thầy sẽ hướng dẫn các bạn là tạo ra cái sự thay đổi giữa hai khối. Đấy, vậy nếu như ba khối thì sao? À có một bạn hỏi thầy nếu như ba khối thì sao, thì nếu như ba khối á thì cũng tương tự đúng không nè, thay vì đây là gì, hai câu lệnh để thay đổi màu hai khối, thì bây giờ chúng ta sẽ có ba câu lệnh để thay đổi màu của ba khối, được chưa nè. Rồi và thì về cái khối đó thì các bạn sẽ tự mình thử thực hiện thì này ở nhà, còn bây giờ thầy chỉ hướng dẫn là hai khối thôi. Đấy rồi thì vừa rồi đó là cái đoạn hướng dẫn của thầy về các thao tác là thay đổi màu thôi. Vậy thì trong buổi hôm nay thầy sẽ giới thiệu thêm một cái thuộc tính khác của một vật thể để mà thầy có thể là tạo ra những sản phẩm game giúp các bạn là có nhiều ý tưởng hay từ những cái việc là thay đổi thuộc tính này như sau. Thì chúng ta sẽ cùng hướng đến cái thành công cụ đó là property. Thì trong property của chúng ta ha, chúng ta sẽ cùng nhau điểm danh qua một số thuộc tính của cái khối bắc của mình. Thì để có thuộc tính thì mình sẽ chọn vào khối bắc ha.
thì để hoàn tất cả khối bắp gần như nó sẽ có một thuộc tính giống hết tất cả. Được chưa này? Tên thuộc tính nha, gần như giống hết tất cả. Cho nên khi mà thầy chuyển giao giữa hai khối block này đấy, thì nó chỉ có những giá trị thay đổi thôi, được chưa? Còn những cái tên nó dường như không thay đổi. Và đây chúng ta sẽ cùng nhau điểm danh qua và hướng đến một số cái thuộc tính như sau. Ở đây hôm trước thì thầy có nói, cũng như được hôm nay thầy cũng đọc lại, là chúng ta sẽ sử dụng cái thuộc tính là brick color rồi. Ngoài ra chúng ta còn có một cái thuộc tính khác là color để chúng ta có liệu màu. Tuy nhiên cái thuộc tính này thì nó sẽ hoàn là giá trị, chứ nó không phải tên màu như đây. Đây nè, nó sẽ là giá trị. Rồi, ngoài ra chúng ta sẽ có thuộc tính nữa là material, nghĩa là cái chất liệu của cái khối đó chúng ta chuyển như nào. Thì về chất liệu thì phải nhớ là những cái buổi đầu thầy có hướng dẫn các bạn rồi, thì trong đó là material chúng ta sẽ chỉnh ở đây đấy. Rồi tiếp tục, vậy thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một thuộc tính nữa được gọi là transparency. Đây, thuộc tính transparency này nó là một thuộc tính gì, thì bây giờ thầy sẽ thử kích vào thuộc tính và chúng ta thấy cái giá trị đầu tiên nó là số 0. Ở đây là đang ở khối 1 đúng không? Nên nhìn ha. Bây giờ thầy sẽ thử thay đổi bất kỳ một giá trị đó. Ví dụ thầy kích số 10 đi ha. Xem thử thuộc tính này sẽ ra chuyện gì nha. Thầy sẽ số 10. Ủa, thầy thay đổi số 10 thì cái khối này đâu mất nhỉ? Và khi thầy đưa chuột vào thì nó vẫn hiện cái khung này. Rồi thầy thử cho số 20 thử có gì xảy ra không? Cũng không gì xảy ra. Thầy thử cho số 0. Ồ, số 0 nó lại hiện ra. Thầy thử cho số 5 đi ha. Số 5 nó vẫn là biến mất đi. À, vậy thì nếu như bạn nào để ý, nếu bạn để ý nha, có bạn comment với thầy vào này, đó là thuộc tính transparency giúp cho nhân vật có thể là gì? Biến mất đi nè, hay là hiện ra, đúng không? Nãy thầy thử thay đổi nè, dù thầy đưa vào không thì nó hiện ra, nếu thầy đưa một số, ví dụ số 5 thì biến mất đi. À, nhưng mà nếu thầy cho số càng lớn nữa nó vẫn biến mất đi, không thay đổi gì cả. À, tuy nhiên ở đây nó sẽ có một vấn đề như sau. Khi thầy click vào con số này, nó sẽ có một cái thanh này đây, thầy kéo đi. Vậy bây giờ thầy thay vì thầy thay số, thầy thử kéo cái thanh này thử nha. À, nó hiện lại rồi này. Nhưng mà mình chú ý cái giá trị ở bên trong này, lẽ thầy chỉ thay đổi là 0 hoặc là 1 hoặc là 5, 10, 20 rồi. Nhưng mà khi thầy kéo cái thanh thì giá trị nó chỉ thay đổi là khoảng từ 0 đến 0, 0 đến 0, 0 đến 1 thôi. Đúng không này, từ 0 đến 1 này. Đó, đến 1 luôn. Hồi nãy thầy nhầm, thầy xem nhầm nên thầy tính gọi là 0.9. Đó, từ 0 đến 1 ha. Đó đi, nếu như mình thấy thầy sẽ kéo thanh này từ 0, thì mình sẽ thấy có một cái điểm khá là hấp dẫn, đó là gì? Cái khối của mình đó, nó sẽ dần mờ đi. Dần mờ đi. Đây, dần mờ đi. Và dường như là nó đã biến mất hoàn toàn khi nó trở thành một. Vậy thì cái thuộc tính transparency này nó chỉ có giải giá trị là từ 0 cho đến 1 và thay đổi lần lượt từ 0, 0.1, 0.2 và đến 1 thôi. Chúng ta vẫn có thể thay đổi dù 0.5 vậy nha. Được ha, thử nha. Thầy sẽ thử 0.5 nha. Đó. Nhưng mà 0.5 cũng không có thay đổi gì nhiều. Thầy sẽ thử 0.25. Đấy. À, mình thấy. Mình thấy là gì? Mình phải nhìn xuyên nó tí rồi này. Đấy. Nhưng nếu như mình cho được không thì gần như mình không thấy gì lên sau cả. Vậy thì để mà lập trình cái thuộc tính này thì chúng ta cần phải làm gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái file script này. Ở đây thầy sẽ note lại cái toàn bộ câu lệnh này ha. Thì để note lại thì thầy sẽ dùng cú pháp như sau. Rồi. Đây, cách để thầy có thể là note lại toàn bộ chương trình. Rồi. Thầy gọi câu lệnh mới. Khi mình thầy note lại như thế này á thì toàn bộ câu lệnh này nó không hiệu lực, nó không chạy được. Đó, nó chỉ chạy được khi mình thầy mở ra thôi. Hoặc là nếu mình để ý là nó sẽ hiện màu. Rồi, thì bây giờ thầy sẽ đến phần đó là thay đổi thuộc. Rồi, đổi lại đây, đổi thuộc
tính trên A, B, C. Rồi, thì ở thuộc tính trên A, B, C này thì chúng ta sẽ cùng nhau hiểu nó là nó sẽ có giá trị là từ 0 cho tới 1. Và nếu như bạn nào đã từng đã sử dụng một cái công cụ làm game hoặc là có biết qua thì cái đơn vị này nó sẽ được tính theo phần trăm. Cho nên mình mới thấy được là gì? Rồi nó sẽ có giải giá trị là 0 rồi 0.1, 0.2, 0.3 thì nó sẽ tương ứng với dụ 0 thì nó sẽ là 0%. 0.1 thì nó sẽ tương ứng là 10%. Vậy là nhưng để mà dễ mô tả thì người ta sẽ quy về từ 0 đến 1 thôi. Được chưa? Nó sẽ không có giải giá trị quá lớn. Rồi, ok. À, chào anh Sơn ha. Sơn có hỏi thầy là tàn hình hả thầy? Ừ, đúng rồi. Nếu như mà thầy cho cái khối này biến mất đi thì nó giống như trong cái việc là tàn hình vậy. Được chưa? Đấy. À, thầy tính là tí nữa thầy mới có thể là đưa ra thêm những cái ví dụ trong cái việc ứng dụng của cái thuộc tính này. À, nhưng mà bạn Sơn đã có thể là phát hiện rất là nhanh về một ứng dụng đó cho cái khối mình tàn hình. Đấy, tuy là ví dụ như thầy giới thiệu à cái thuộc tính này giúp cho khối thầy nó biến mất đi hay hiện ra, nhưng mình có thể là nói hay hơn, ví dụ là cho tàn hình. Đấy, như bạn Sơn nói ở đây. Rồi, thì để thay đổi ha, chúng ta thấy trong thuộc tính này khi chúng ta thay đổi thì nó thay đổi những con số. Mà để thay đổi những con số thì chúng ta cần phải biết nó là gì. À, thì hồi nãy thầy đã có thử thay đổi à, thì các bạn nếu thay đổi trên phần mềm của mình cũng sẽ biết được nó sẽ có 0 hay 0.1, 0.2. Thì ở đây chúng ta sẽ có những nội dung, đó là muốn thay đổi nó thì chúng ta cũng sẽ phải gọi nó ra. Và để gọi nó ra thì chúng ta sẽ có câu lệnh là gì? Em chấm workspace chấm cái gì? Cái khối đúng không? Đúng rồi, cái khối chấm color. Oh, chấm color hả? No, no, no. À, chấm là gì? Chấm emergency. Đấy, đấy. Thế nào? Rồi, các bạn cùng làm với thầy ha. Xin thử là mình cứ gõ ra được như thầy không nhé. Rồi, nhớ gõ đúng nha. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục để thay đổi này này. Chấm emergency là những con số. Ê, hồi nãy nếu thầy thay đổi màu này thì nó sẽ có loại là brickcolor.new. Và thầy thử nha, thầy gọi cái thuộc tính brickcolor rồi thầy ghi brickcolor.new rồi thầy ghi vào, thầy tương tự thầy thử mô tả là brickcolor hay đâu, chemistry rồi thầy chấm new vẫn có được nha. Ồ, cái new vẫn được này. Rồi thầy thử ghi con số vào, thầy ghi con số 1 đi ha, thầy thử là ban đầu nó hiện ra biến mất không nha. Rồi, không biến mất. Chú ý này, những câu lệnh trên này thầy đã nốt lại rồi, đưa vào dạng chú thích rồi, nó sẽ không hoạt động nha. Mình chỉ chú ý là cái câu lệnh này hoạt động rồi. Nhưng ở đây khi thầy chạy chương trình thì dường như không có chuyện gì xảy ra cả. Đúng chưa? Ở đây, đối với thuộc tính JNC này, thuộc tính JNC thì nó sẽ không có cách ghi này, nó sẽ có cái khác, nó chỉ cần ghi một con số thôi, như thế này thôi. Giờ đấy, bởi vì sao? Bởi vì cái brick color chúng ta là cái màu sắc là mình tên mà, còn ở đây cái transparency nó là con số mà. Mà ví dụ như bình thường mình làm toán đi, dù mình ghi số thì có phải mình ghi ví dụ x bằng 1, x bằng 2, x bằng 3 đúng không? Thì đấy tương tự nó cũng sẽ là ghi bằng 1, đúng không nhỉ? Mình tưởng tượng ví dụ toàn bộ này giống như x đó, nhưng mà cái x của mình nó sẽ phải gọi ra về color này để thay đổi. Rồi, thì bây giờ thầy thử chạy chương trình. Chạy chương trình ha. Ồ, cái khối này biến mất rồi này. Wow, biến mất rồi. Nhưng mà ở đây thầy chưa kịp nhìn nó trong cái trạng thái nó lúc nó biến mất, cho nên thầy sẽ thêm câu lệnh quay vào thời đoạn 5 giây. Run. Rồi, em xin thử biến mất nha. Ồ, biến mất rồi này. Wow, thật hấp dẫn luôn nè. Vậy với thuộc tính này, chúng ta nếu chúng ta kết hợp thêm thuộc tính là đổi màu thì gần như là chúng ta sẽ biến đổi cho cái thế giới của mình nó hấp dẫn hơn đó không nào. Đấy, vậy thì mình sẽ để cái lệnh này ha. Ở đây,
mình thay đổi biên mục là nó sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng mà hồi nãy thầy khi thay đổi này, cái đoạn này là kéo dài giá trị thì nó sẽ dần dần biến mất đi, nghĩa là nó vẫn có thể là bằng những cái giá trị khác chứ là không được nha. Đây bằng như thế nào? Và thì bây giờ các bạn hãy cùng làm với thầy trong cái đoạn có lệnh này trước và xem thử là trên máy của mình nó chạy được hay không, rồi sau đó thầy sẽ hướng dẫn đến bước tiếp theo nha. Rồi ở bước tiếp theo thì nó sẽ có một số nội dung cũng khá là phức tạp, cho nên các bạn phải chú ý thầy ha. Rồi ok, rồi tiếp tục nha. Thì bây giờ thầy thử gán cho nó một cái con số khác, ví dụ như thầy gán con số 0.5 đi, rồi 0.5 ha, không phải 10.5 nhé, 0.5 thử xem nó hiện như nào. Nó mờ đi dần này. Vào thật là dần luôn này. Đấy, nó mờ đi này. Rồi. Rồi, các bạn làm thử nha. Làm cùng thầy xem thử thay đổi được không nha. Rồi. Vậy thì bây giờ tương tự các bạn thử thay đổi giá trị. Chứ thay đổi giá trị thì là nhanh đúng không này? Nên là trong quá trình làm, nếu như các bạn có câu hỏi gì thì các bạn hãy nhanh chóng comment mấy của thầy, để mà ngoài việc là thầy giải đáp những thắc mắc của mình thì thầy cũng sẽ có những cái phần quà hấp dẫn cho mình nữa nào. Thì bây giờ thì thầy vẫn chưa có bạn nào nhận được những phần quà từ thầy, ví dụ như tấm voucher này. Mình thấy vậy chứ tấm voucher này rất quan trọng nha. Chúng ta có thể là được đến Tiki để trải nghiệm những môn học miễn phí này, và chúng ta sẽ áp dụng được tấm voucher này, cũng như là chúng ta sẽ có những cái tấm sticker là đẹp này. Và ở đây đừng quên, chúng ta nếu muốn biết thêm nhiều cái thông tin hơn về cái môn học đó là siêu nhân lập trình với công cụ là Roblox Studio, thì chúng ta hãy cùng nhau lên trang web của Tiki là tiki.edu.vn, để chúng ta sẽ có thể là xem thêm những cái chi tiết hơn về môn học, và chúng ta sẽ xem được nhiều môn học khác hơn nha. Rồi thì ở đây bây giờ thầy muốn một điều này, ví dụ như hai khối như này, thầy muốn là cái màu sắc sẽ khiên kẽ với nhau, thì tương tự ở đây thầy cũng muốn cho nó là gì đó, ví dụ như thầy muốn cho nó hiện ra biến mất đi, hiện ra biến mất đi. Rồi các bạn thử suy nghĩ nha. Rồi thì có rất nhiều bạn đã bắt đầu làm xong rồi đúng không này. Rồi cảm ơn các bạn ha. Rồi ok, wow, rất nhiều bạn đang comment bài viết của thầy luôn. Chắc là có thể là bên phía mạng của thầy nó hơi bị yếu, cho nên thành ra một số cái nội dung mà các bạn gửi thì nó bị delay, nên bây giờ thầy mới thấy được này. Rồi thì trong lúc các bạn thử suy nghĩ làm sao để mà với mình vừa xem kỹ vừa biến mất đi và hiện ra, thì chắc là thầy sẽ giải đáp một số thắc mắc của một số bạn cũng như là phụ huynh ha. Rồi ở đây có một bạn Vũ này, Lê Vũ Hoài My hả. Rồi ấy bảo thầy là thay đổi nhiều khối chất chồng nhau đi thầy. Chất chồng nhau, rồi ok thầy chỉ thử chất chồng nhau ha. Rồi ở đây có một bạn là Tường Vi thì muốn biết là đăng ký khóa học hôm nay. Vậy thì như hồi nãy thì mình có nói á, thì để mà thay đăng ký để biết thêm chi tiết môn học thì mình sẽ truy cập vào cái trang tiki.edu.vn, hoặc là mình sẽ đăng ký vào cái đường link mà ở trong bài viết đó có gửi đến cho mọi người ha, thì mình sẽ được các bộ phận của Tiki liên hệ lại để mình sẽ hẹn những cái buổi trải nghiệm cho con mình nha. Rồi ở đây thầy có thấy một câu hỏi nữa là con tôi 6 tuổi mà nó chơi game. Thì hiện tại với lứa tuổi của Tiki thì nếu như mà tình hình dịch hiện nay thì nó sẽ có những môn học về lập trình game, nhưng mà đòi hỏi bé phải từ 7 tuổi trở lên. Tuy nhiên thì với những người bé nhỏ tuổi hơn cũng sẽ có một môn học phù hợp, nhưng môn học đó hiện tại thì khi nào mà Tiki quay lại với hình thức offline ở cơ sở, các cơ sở sẽ hoạt động bình thường khi mà dịch, thì mình sẽ thử đăng ký và đến cho bạn ấy trải nghiệm với lứa tuổi hiện tại ha. Rồi vẫn số bạn đã làm xong rồi đúng này, và thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo nha. Rồi ở đây có một bạn nói với thầy là thầy thay đổi nó lơ lửng được không thầy hả? Được chứ, thầy lơ lửng được nha. Rồi nếu như lơ lửng đúng không, thì các bạn nhớ là gì, mình sẽ có cái tính năng là gì, thay đổi nè đấy không nè. Rồi thầy thử nè, nó lơ lửng được nha. Ố, nó biến mất rồi. Rồi
Đó, bộ ý kiến rất là hay ha. Ô, nó không lơ lửng được rồi. Vậy là ở đây chúng ta thiếu gì nào? Chúng ta sẽ thiếu một điều như sau. Khi chúng ta kéo lên rồi, chúng ta cần phải neo lại, chúng ta giữ nó lại, anchor nó lại. Xong, thầy chạy này. Đấy. Thấy chưa? Và bây giờ nó lại lơ lửng được rồi này. Mình sẽ thay đổi cho nó biến mất đi và hiện ra. Và thì bây giờ để làm điều đó thì tương tự, còn để mình muốn hai cái màu sắc thay đổi với nhau thì chúng ta sẽ phải làm gì? Cho câu lệnh white và quy, mình sẽ ghi lại cái trường hợp cho nó là hãy sẽ cho đây là số 0 ha, thể hiện ra trước. Sau đó thì sẽ cho nó biến mất đi. Vậy thì thầy cũng sẽ để thêm một câu lệnh quay nữa. Ta xem kỹ thêm một câu lệnh là hiện ra, xem thử là nó có biến mất đi hiện ra không nha. Đấy, đầu tiên này, hiện ra, biến mất và hiện ra. Rồi. Rồi. Ủa chị ta như chưa? Rồi, con chạy lại nha. Rồi, xem nha. Đó, cái mắt này nhìn ra. Ồ, vậy thì như thế thầy đã cho nó là gì? Biến mất, hiện ra, biến mất, hiện ra đúng này. Nhưng tương tự, muốn cho nó biến mất hiện ra liên tục thì ở đây chúng ta cũng cần phải có câu lệnh. Và thầy sẽ copy xuống ha. Hình như là thầy chỉ cần copy ở đây thôi. Đấy, mình sẽ xem cái nhiều câu lệnh biến mất hiện ra. Được chưa nào? Đó cũng là cách để chúng ta thay đổi nha. Rồi. Thì đó là câu lệnh để chúng ta có thể thay đổi được thuộc tính cho nó là chỉ hai giá trị là 0 và 1. Vậy thì nó còn rất là nhiều những giá trị khác. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn thêm một cái nội dung cuối cùng, đó là thầy sẽ cho nó thử là đang ở trạng thái là gì? Thì hiện ra thầy sẽ cho nó từ từ biến mất dần, chứ nó không biến mất ngay lập tức như hồi nãy. Thì cho biến mất từ 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 thì để biến mất từ từ thì ở đây chúng ta sẽ phải quan sát cái giá trị thay đổi đó này. Khi nó thay đổi từ 0.1 này và thay đổi dần lượt tăng lên về một, tiến về một thì sẽ dần dần biến mất. Cho nên ở đây thầy muốn làm được điều đó thì phải sẽ chỉnh như sau: 0.1 rồi 0.2 rồi thì nhầm 0.3 thì đây. Thì ở đây thầy chỉ cho delay là 1 giây thôi, 1 giây. Rồi tương tự như thế, copy câu lệnh này xuống, xin đổi lại là 0.4, 0.5, 0.6, còn lại là 0.7 này, 0.8, 9, 10, đúng rồi, 10 là 1 đó. Đây thầy sẽ có 4 câu lệnh nữa. Rồi, 7, 8, 9 là cuối cùng là 1. Đấy. Rồi, vậy mình đã có từ 0 đến 1 này. Bây giờ mình sẽ thử run ha, xem thử được không nhé. Rồi, chúng ta quan sát. Đây, có mình đang dặn này. Nhưng mà thầy cảm thấy nó hơi bị kiểu là cứ bị giật 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 đúng không? Nó không có cảm giác là mượt. Cho nên thầy sẽ thay đổi ở đây. Thầy sẽ thay đổi là thay vì để 1 giây thì thầy sẽ để đâu có khoảng 0.5 giây thôi. Thầy sẽ copy nó để thầy sẽ tạo sự liên tiếp cho nó dễ hơn, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Rồi. Đó. Cho nên như lúc đầu thợ nói là mình phải rành được về thao tác ở trên cái các công cụ thì mình sẽ làm thực hiện nhanh hơn rất nhiều. Rồi nhìn nha, đấy càng giảm biến mất bây giờ. Wow. Và thì bây giờ mình thử mở cái thuộc tính nữa ra. Đây, giá trị nó biến một nè. Và để xem rõ hơn ha, bây giờ thầy thử nha, thầy stop lại. Thầy run lại và nhìn cái giá trị thuộc tính này, mình sẽ thấy
Đây. Đó, giá trị nó sẽ đang làm tăng lên. Được chưa? Rồi. Nhưng mà nó hơi lắc thì phải. Rồi. Và đó là cái nội dung mà Hải muốn hướng dẫn về cái trục tính trend balance. Được chưa? Trend balance. Đây là một nội dung chúng ta có thể thay đổi cũng như là làm tạo ra trục tính của mình. Rồi. Thì bây giờ ha, thầy sẽ mở ra một cái file mới. Rồi. Thầy sẽ mở lại đồ đọc sơ đồ ha. Thầy sẽ tạm thời để giới thiệu cho bạn một số cái sản phẩm cơ bản. Thầy sẽ lưu qua này lại. Rồi, thầy lưu lại ha. Và sau đó thầy tắt cái này đi. Để mấy thằng nó nhẹ hơn. Rồi, chờ thầy mở lại ha. Rồi, bây giờ thầy sẽ lấy một cái sản phẩm upbeat cơ bản. Là sản phẩm upbeat cơ bản. Rồi, thì trong cái sản phẩm upbeat cơ bản này, chúng ta đã có những cái thử thách. Đây, cái điểm bắt đầu có một số cái thử thách ở đây. Rồi, dù thầy chỉ chơi thử cái thử thách này cho mình xem nhé. Rồi. Rồi, ta điểm bắt đầu ha. Bây giờ sẽ thử nhảy nha. Đây, mình thấy những cái khối này nè, nó không có hiện tượng xảy ra cả. Nó chỉ là những cái khối nhảy bình thường thôi. Thì bình thường tương tự hôm nay cũng vậy, nhưng mà khi mình qua đây nó sẽ có những cái điểm đặc biệt như sau. Đây, cái khối này, cái khối tím này thì họ đứng đây này, thấy đấy, cái nhân vật này sẽ chuyển qua này đấy. Chúng ta cũng sẽ có một cái buổi học để chúng ta sẽ làm được điều đó đấy, thấy ạ. Ui ui, rồi sao nhân vật này rớt xuống mất tiêu rồi. Thằng đang tiếp một phút bất cẩn của thầy rồi lại ha. Đấy, rồi. Và nó sẽ có những cái khối dù như thầy chạm vào này đó, chạm vào chúng ta sẽ được chưa nào. Ở đây, như nãy những cái thử thách ban đầu của thầy sẽ quay lại nha, những cái khối này nó không có thay đổi màu sắc hay là thay đổi gì hết, cho nên bây giờ thầy sẽ dùng câu lệnh của thầy đó để thầy mô tả để mà các bạn sẽ dễ hình dung để mà chúng ta tạo cái game như thế nào ha. Giờ khối đầu tiên đây, khối đầu tiên thì sẽ đổi tên nó này, có rất nhiều khối. Được chưa? Thầy sẽ gộp những cái khối này lại một, thầy chọn nó, thầy gộp lại. Rồi, thì trong này thầy sẽ đặt lần lượt khối này là ta, thầy sẽ chọn cái khối đầu tiên nó đây, khối đầu tiên, thầy đổi nó thành bắt một. Này là khối thứ hai, đây khối thứ hai thay đổi thành bắt hai, khối thứ ba thay đổi thành có bắt ba, khối thứ bốn thay đổi thành bắt bốn, và cuối cùng khối năm thay đổi thành bắt năm. Rồi thầy sẽ thử thay đổi này để mình dễ hình dung này. Đầu tiên bắt một, bắt hai, bắt bốn thì đây thầy sẽ đổi thành là chế độ một, M1, M1 nha. Cái thử thách thứ nhất thì mình thấy cái M1 này nó nằm ở trong object structure và object này nó lại nằm trong workspace, cho nên ở đây chúng ta sẽ có câu lệnh nó hơi khác một tí. Rồi thầy cũng sẽ tạo một cái file script trong này. Rồi thì câu lệnh bây giờ nó sẽ như thế này, cũng là game chấm workspace, nhưng cái object của thầy nó nằm bên trong, cho nên thầy sẽ gọi cái này ra trước. Đây object này gọi ra, gọi bên này trước, sau đó thầy mới gọi M1 ra. Sau khi gọi M1 ra chấm M1 thì thầy mới gọi tiếp là gì, bắt một để thầy thay đổi màu nó. Rồi được chưa? Rồi khi gọi bắt một xong thầy mới gọi là brick color. Bắt một thầy ghi M1 đúng như ta học B này. Ok, câu này M1 à, thầy thiếu, thầy ghi thiếu, sorry các bạn. Rồi, ta cũng sẽ là
bạn cả thu nhỏ xuống đi ha, có lệnh khá dài. Đây, ở đây ví dụ thầy thấy nó dài quá, nhưng mà thầy chủ yếu thầy gọi những cái khối ở trong M1, nên thầy sẽ rút ngắn nó lại bằng cách như sau. Thầy sẽ tạo một cái biến gọi là biến local, thầy sẽ click lại. Rồi biến local ha, game. Ở đây thầy sẽ gọi là M1 nhỏ. Thì xuống này thầy chỉ cần là gọi M1 nhỏ thôi thì nó sẽ tự hiểu, và lúc này thầy gọi là brickColor.new. Rồi thầy sẽ thử thay đổi màu sắc của nó. Thay đổi ban đầu là nó sẽ màu trắng nha, xong lúc sau thì sẽ thay đổi cho nó là màu vàng. Thay đổi hai màu thôi. Và ở đây thầy sẽ thay đổi mình cách là cho một con lần quay để nó có thời gian rồi lặp lại. Rồi tương tự thế này, thầy cũng sẽ có một con lệnh đợi năng dây của thầy. Tương tự thì sẽ cho nó lặp lại như sau. Rồi quay phải để là một giây thôi, phải là màu trắng. Tương tự nó sẽ copy nhiều lần. Rồi giờ thử nha, run thôi, xem thử thay đổi được màu sắc hay không. Đấy, thấy chưa? Cái màu sắc này. Đó, vậy thì khi chúng ta có cái game rồi, chúng ta xây dựng xong rồi thì chúng ta sẽ thay đổi màu. Ta sẽ nhìn hơn. Đó, được chưa? Tự nhiên hơn và tạo ra màu sắc cho game của mình. Thì đây chỉ là một cái game basic thôi. Được chưa? Vậy đó là cái gợi ý của thầy để các bạn có thể về nhà thử dựa vào những cái kiến thức trong hai buổi vừa qua của thầy và cái cách thay đổi màu cũng như cách thay đổi một thuộc tính là Tremacy để tạo cái sản phẩm game của mình. Rồi thì đó cũng là cái nội dung trong buổi hôm nay mà thầy muốn truyền tải đến cho các bạn đó. Thì sau đây trong những giờ cuối cùng thì thầy sẽ tổng hợp lại cái nội dung mà thầy đã hướng dẫn ha. Thì trong buổi hôm nay chúng ta đã ôn tập, xem to lên ha, chúng ta đã ôn tập gì về lệnh đổi màu. Được chưa? Xong tìm hiểu về nghiệp thuộc tính mới đó là gì, tự nhớ nha. Thứ ba là đây thầy có giới thiệu cho một cái đó là đặc biến cho đường dẫn đấy, và chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và cách để tạo một cái trò chơi basic. Cách đó chỉ là thầy giới thiệu sơ qua này ha, tôi chưa có chi tiết. Ok, thì đó là một số nội dung mình cần nắm và lưu ý. Thì các bạn nếu như muốn biết thêm thông tin thì có thể là xem lại những bài trước của thầy, có thể là tiếp tục xem những cái bài sau của thầy, chúng ta biết thêm nhiều chi tiết hơn nha. Thì còn bây giờ về cái nội dung trong buổi hôm nay thì thầy sẽ tạm thời kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi livestream này của thầy và hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi livestream tiếp theo. Và thì bây giờ thầy xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.